Rồi, cho các bạn, hôm nay thì mình chia sẻ bài để các bạn áp dụng điểm hát trên cái tông pha thứ. Rồi, bài hôm nay sẽ là bài Hãy cho tôi trên điệu cha cha nha các bạn. Vừa rồi mình cũng đàn phát mẫu bạn tham khảo, không biết có dính bản quyền hay không. Nếu mà nãy giờ các bạn xem mà không thấy phần hát mẫu thì các bạn cứ gõ bài hát mẫu Hãy cho tôi điêu chuông, rồi gõ vậy nó sẽ ra cái phần hát mẫu để các bạn hình dung, các bạn tập cho dễ nha. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Rồi, hướng dẫn điểm hát guitar tông pha thứ thì clip vừa rồi mình chia sẻ các bạn thì tông pha thứ gồm những có những hợp âm nào đi theo, từng hợp âm thế bấm ra sao, dây bass như thế nào. Thì hôm nay mình không nhắc lại, các bạn xem clip đó rồi thì hôm nay các bạn chỉ áp dụng vào bài này thôi. Và điệu cha cha mình cũng đã chia sẻ các bạn rồi, các bạn cứ gọi cái clip hướng dẫn vừa đàn vừa hát điệu cha cha đi chưa, rồi gọi cái clip xong bài các bạn sẽ biết điệu cha cha là đàn như thế nào nha. Tóm lại những gì mình đã chia sẻ thì mình không nhắc lại nha các bạn, đỡ mất thời gian của các bạn. Cứ mình chia sẻ như thế là vẫn những bạn nào xem những clip đó rồi thì mình chia sẻ tới đâu là các bạn nắm bắt được nha, nắm bắt được liền và áp dụng được liền nha. Rồi, đầu tiên sẽ là intro. Rồi thì cái tông pha thứ các bạn chú ý cho mình thì ở đây pha thứ hai chỗ này, nhưng mà thì mình chia sẻ các bạn ở đây đi ha, và cũng pha thứ quanh quẩn ở đây, tại vì một số bạn sử dụng mà cái đàn dán đầy á, nếu các bạn bấm pha thứ trong này á, pha thứ trong này nó cũng nhiều khi nó cũng hơi bị vướng, rất là khó, nó vướng cái thùng đàn ở chỗ này nè, cho nên chỗ này các bạn sẽ dễ tập hơn ha. Rồi cho nên mình sẽ chia sẻ ở đây để bạn nào sử dụng cái đàn nào các bạn cũng áp dụng được, nói vậy thôi. Chứ những bạn mà sử dụng cái đàn dán khuyết như mình thì các bạn có thể sử dụng pha thứ ở đây cho nó hay khi các bạn quạt á. Nói chung thì cứ học âm đó, các bạn muốn bấm chỗ nào bấm, thì trong cái clip hướng dẫn điểm hát guitar tông pha thứ mình đã chia sẻ các bạn rồi ha. Một âm có hai ba chỗ bấm đó, các bạn muốn bấm chỗ nào bấm nha. Rồi đầu tiên intro thì mình nói mà là mình sẽ chia sẻ ở đây để bạn nào cũng có thể áp dụng được, sử dụng đàn nào cũng áp dụng được nha. Rồi intro chia làm hai phần nha. Rồi phần thứ nhất, rồi do re do la do re do fa. Với tông pha thứ này thì những cái nốt thì sẽ có rất là nhiều nốt thăng và nốt giáng nha các bạn, cho nên các bạn tham khảo trên màn hình nha. Mình đọc nhiều khi nó thăng nó giáng rồi nó lẫn lộn, cho nên các bạn cứ tham khảo trên màn hình, mình cứ ghi trên màn hình đó. Và đôi lúc mình cũng không đọc thăng giáng, ví dụ do re do la do re do fa nó mình đọc vậy thôi, nhưng các bạn biết trong đó nốt re là nốt re giáng và nốt la là nốt la thăng, dạng vậy đó nha các bạn. Rồi do re do la do re do fa sau lưng dãy nốt mình cứ dãy số, dựa vào đó các bạn biết những nốt đó đàn dây nào bấm chỗ nào ha. Rồi sau cái dãy nốt đầu tiên các bạn bấm vô pha thứ đàn một nhịp của cha cha, chắc bùm bùm chắc bùm 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 đó, bạn bấm tắt cũng được hoặc bấm chặn cũng được, đàn một nhịp. Rồi đàn câu tiếp theo này giống như câu đầu tiên, thay đổi nốt cuối cùng thôi, đô rê đô la đô rê đô la đó. Câu đầu tiên thì đô rê đô la đô rê đô fa, câu này đô rê đô la đô rê đô la, thay nốt fa bằng nốt la thăng. Vậy là các bạn sẽ xong câu thứ hai. Xong câu thứ hai bấm hợp âm la thăng thứ, đàn bỏ một nhịp cha cha, chắc bùm bùm chắc bùm bùm vậy đó ha, chắc bùm bùm chắc bùm bùm. Rồi sau đó solo câu thứ ba, rồi la đô la 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 đô la son, chỗ này có nốt la thăng và cả la giáng luôn, rồi cho nên mình đọc la thăng đô la thăng la giáng là la, đó là la giáng á. Rồi tiếp la thăng đô la thăng son vậy ha. Đó các bạn nhìn màn hình nha, nguyên câu của nó la đô la đô la son, la đô la đô la son đó, vậy nha. Rồi sau đó các bạn bấm vô đô trưởng cũng quạt một nhịp cha cha, chắc bùm bùm chắc bùm bùm bùm. Rồi bắt đầu đàn câu thứ tư, rồi rê đô la rê đô la son son la la đô, là câu này thì cũng có la thăng và la giáng. Rồi rê đô la son son la la đô đó, rê đô la thăng son, rê đô la thăng son son la la giáng rồi la thăng rồi đô, vậy ha, rê đô la son son la la đô đó. Thì cho mình nói các bạn nhìn trong màn hình nha, tại vì nốt la cũng có chỗ la thăng và la giáng đó. Nốt la giữa đây dây ba O2 nè, la thăng thì O3, la giáng thì O1 vậy thôi nha. Rồi đó là xong câu thứ nhất, xong cái phần thứ nhất của intro. Xong phần thứ nhất thì các bạn bấm đô trưởng
dăm, bốn cái chắc, chắc 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 chắc. À, xin lỗi các bạn. Rồi bấm đô trưởng này, chắc 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 chắc. Nó xong còn thứ nhất là các bạn đàn vậy đó. Rồi xong cái phần thứ nhất. Rồi đó là nguyên cái phần thứ nhất, thì mình sẽ đàn lại nguyên phần thứ nhất. Các bạn sẽ đàn thế này nè, các bạn cứ tham khảo màn hình nha. Đó, nguyên phần thứ nhất các bạn đàn vậy, dặm 4 cái chát. Sau đó đàn phần thứ hai, mà đàn thứ hai này phần thứ hai này y chang như phần thứ nhất, chỉ thay đổi câu cuối cùng thôi là xong nha. Rồi phần thứ hai y chang phần thứ nhất, đô rê đô la đô rê đô fa. Rồi cũng bấm pha thứ, đàn bỏ một nhịp cha 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 bùm bùm cha bùm bùm bùm. Rồi đàn tiếp câu thứ hai, đô rê đô la đô rê đô la. Rồi bấm la thăng thứ cha bùm bùm cha bùm bùm bùm. Rồi đàn câu thứ ba, la đô la 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 đô la son. Rồi bấm đô trưởng cha bùm bùm cha bùm bùm bùm. Rồi tới đây y chang như ba câu đầu của phần thứ nhất. Rồi câu cuối cùng phần thứ hai sẽ khác câu cuối cùng phần thứ nhất. Câu cuối cùng của phần thứ hai là, rồi rê đô la son, son la dáng nè, rồi son fa. Rê đô la thăng son, son la dáng son fa. Rê đô la son, son la son fa. Vậy đó nha các bạn. Rồi rồi sau đó bấm pha thứ dặm, pha 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 pha, ba cái này bấm pha thứ và nhịp tay pha 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 pha. Thả ngón út và ngón áp út ra, ngón trỏ vẫn giữ, vẫn chặn 6 giây ô 1. Fa. Rồi fa bấm lại ngón út và ngón áp út. Fa. Đó. Fa 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 fa. Được rồi, nhanh tay lên. Fa 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 fa. Vậy đó ha. Rồi. Rồi dậm vậy xong bắt đầu vào bài. Hãy cho tôi nụ cười người ơi. Rồi, vậy nha. Rồi đó là nguyên intro, rồi mình sẽ lại intro các bạn tham khảo lại nha. Thì các bạn cứ tập từ từ là được, có thể chia nhỏ ra. Tại vì sau lưng dãy nốt mình có ghi dãy số cho các bạn, dựa vào đó các bạn cứ tập từ từ, khi được rồi các bạn mới ráp lại, rồi các bạn tăng tốc lên từ từ, mới thì cứ chậm thôi nha. Rồi các bạn sẽ đàn trâu thế này. Từng nốt đó đàn dây nào, bấm chỗ nào, chèn vào ra sao, rồi sau đó các bạn sẽ tăng tốc lên nha. Rồi mình sẽ lại cho các bạn một lần nữa, rồi mình sẽ vào bài cho các bạn. Intro bắt đầu vào đoạn đầu tiên. Bài này mình sẽ phân đoạn 1, đoạn 2 điệp khúc. Rồi, vậy thôi. Đoạn 1, đoạn 2 điệp khúc rồi các bạn cứ phân như vậy thôi là được nha. Rồi. Sau khi intro rồi các bạn cứ intro xong rồi bắt đầu các bạn ngưng dậm. Fa 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 fa. Các bạn dậm đây cũng được. Fa 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 fa. Nói chung là với khi bây giờ mình chia sẻ hợp âm thì các bạn thấy hợp âm đó ngay chỗ nào, ngay chữ nào, sau lưng chữ nào thì khi hát cái chữ đó là các bạn cứ bấm hợp âm đó là được. Tay phải cứ điều tay cha cha mà quẹt, khi thấy hợp âm nào chuyển âm đó là được. Còn hợp âm đó các bạn muốn bấm đâu bấm, ví dụ mình ghi pha thứ các bạn muốn bấm đây bấm, không các bạn bấm đây. Đô trưởng mình ghi đô trưởng các bạn muốn bấm đây bấm, không các bạn bấm đây. Đó. Rồi ví dụ như la thăng thứ các bạn muốn bấm đây bấm, còn không các bạn
bấm đây, thì nói chung là bấm chỗ nào cũng được nha. Rồi sau khi đầu dặm pha 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 ngưng, rồi bắt đầu hát hãy cho tôi ngay chữ hãy là bắt đầu quạt cha cha lên, bấm pha thứ nha. Hãy cho tôi nụ cười, nó tới ngay cười này là hết nhịp nè, vẫn giữ pha thứ nha. Hãy cho tôi nụ cười, ngay chữ hãy là bắt đầu quạt cha cha, bấm pha thứ sẵn nha. Hãy cho tôi nụ cười vậy ha, ở sau còn hai chữ người hát bình thường nha. Hãy cho tôi nụ cười người ơi, hãy tới đây hết nhịp nữa, vẫn giữ pha thứ luôn. Hãy cho tôi một giây, ngay giây hết nhịp chuyển qua la thằng thứ ha. Hãy cho tôi một giây vậy đó, sau hai còn hai chữ phút thôi thì cứ hát bình thường nha. Hãy cho tôi một giây phút thôi, để ngay để hết nhịp chuyển đâu trưởng, để tôi thấy đời, ngay đời chuyển qua rê gián trưởng. Đời đang sống em này hết nhịp vẫn giữ rê gián trưởng. Em ơi có hay không, ngay không chuyển lại đô trưởng nha. Không, rồi qua đô trưởng xong các bạn có thể đàn bỏ một nhịp cha cha. Không chắc bùng bùng chắc bùng bùng bùng, rồi ngưng bắt đầu hát đoạn 2 vậy thôi ha. Rồi cứ hết đoạn 1 đàn bỏ một nhịp cha cha, bấm đô trưởng đàn bỏ một nhịp cha cha, rồi hát đoạn 2 vậy nha. Rồi ví dụ các bạn hết đoạn 1 và đoạn 2 nè, ví dụ lại nguyên cái đoạn 1 để các bạn hình dung hợp âm ngay chữ hát, ngay chữ hát đó nha. Rồi sau khi trâu dậm pha 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 pha, rồi hát hãy cho tôi nụ cười người ơi, hãy cho tôi một giây của tôi, để tôi thấy đời đang sống em mới có hay không. Rồi xong tới đây là hết, đàn bỏ nhịp chắc bùm bùm chắc bùm bùm bùm, rồi bắt đầu hát đoạn 2 ném cho tôi nụ cười là lời vậy nha. Mà đoạn 2 này y chang đoạn 1 không khác gì hết, có khác cái là khác lời thôi, chứ còn lại hợp âm y chang nha các bạn. Dựa vào đoạn 1 các bạn điểm được đoạn 2. Sau khi hết đoạn 1 đang bỏ nhịp chắc bùm bùm bùm, rồi ngưng hát đoạn 2 ném cho tôi nụ cười là lời, nói với tôi rằng em rất vui, để tôi sống bằng hình bóng đôi khi có khi không. Rồi nguyên đoạn 2 thì cũng đang y chang đoạn 1 vậy nha. Hợp âm thì mình ghi trong hình các bạn thấy nó y chang đoạn 1 nha các bạn. Dựa vào đoạn 1 bạn điểm đoạn 2, hai lời thôi, khác lời thôi. Rồi hết đoạn 2 thì cũng đang bỏ một nhịp chắc bùm bùm chắc bùm 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 về đô trưởng á, chắc bùm bùm chắc bùm bùm bùm, rồi ngưng, rồi bắt đầu hát điệp khúc. Mà điệp khúc này muốn thay đổi phong phú quạt disco lên cho mình nha. Quạt disco mình chia sẻ các bạn rồi, các bạn cứ gõ quạt disco điêu chương thì sẽ ra clip đó, các bạn sẽ biết disco sẽ quạt như thế nào, rồi các bạn áp dụng vào điệp khúc này nha. Cứ tay phải disco như thế mà quạt xuống lên chập lên xuống lên chập, rồi cứ hợp âm mà chuyển bất kỳ tên tông nào và hợp âm nào thì cái tay phải cũng vậy, cứ đàn thôi nha các bạn, cứ xuống lên chập là được. Rồi em cho tôi bao ngày bao á là bắt đầu bấm pha thứ quạt cô lên, em cho tôi bao nhiêu lần cay đắng đó. Sau khi hết đoạn 2 và về đội trưởng chắc bùm bùm chắc bùm bùm, rồi ngưng bắt đầu hát đoạn điệp khúc. Em cho tôi bao nhiêu lần cay đắng, ngày bao bắt đầu quạt lên, em cho tôi bao nhiêu lần cay đắng, em cho tôi bao nhiêu phiền lắng đồng, em cho tôi mê cho tôi say, rồi đó là nguyên cái điều khúc. Rồi cứ hỏi nó đâu chuyện tới đó, các bạn mà không thích quạt disco á thì các bạn có thể là quạt điệp khúc cha cha. Trong cái clip mà mình chia sẻ các bạn cứ gõ hướng dẫn đàn điệu cha cha điêu chương, hoặc là những đàn điệu cha cha điêu chương, gõ như vậy thì trong cái clip đó mình có chia sẻ phiên khúc đàn như thế nào, điệp khúc sẽ quạt như thế nào. Rồi các bạn xem được xong các bạn sẽ biết áp dụng là điệp khúc sẽ quạt như thế nào ha, còn không quạt thì cứ áp dụng disco vậy đó. Nói lại các bạn thích đứt cha cha hay đứt cô gì cũng được cho điệp khúc này, tùy thử thích mỗi bạn thôi. Rồi, em cho tôi bao, bắt đầu quạt đứt cô lên, pha thứ. Bao nhiêu lời cay đắng, em cho tôi bao là những tưởng u phiền lắng đông. Từ đây chuyển qua đô trưởng. Em cho tôi mê, em cho tôi say, vẫn giữ đô trưởng suốt đây. Em cho tôi quên đô trưởng luôn, luôn kiếp tu đây. Từ đây mới chuyển lại pha thứ. Rồi, về pha thứ, dậm pha 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 pha, vậy ha. Tu đây pha 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 pha, rồi bắt đầu hát tiếp hai câu này nữa. Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay, đường tình ai hay có những đau thương mà thôi. Hai câu này tức là nếu mà với bài này á, nếu các bạn hát một lần á thì là hát như vậy, còn nếu các bạn hát hai lần á, hát lặp lại đó thì vừa hết điệp khúc. Rồi tiếp tục cho các bạn là hết dung lượng, quên xóa những cái clip cũ. Rồi vừa hết điệp khúc thì dậm pha pha.
Đường đường ai biết có lúc khi đôi thay, đường tình ai hay có những đau thương mà thôi. Với hai câu này các bạn có thể hát 4 lần. Đó, hát được đều lại 4 lần nha, rồi các bạn kết thúc bài luôn đó. Ví dụ như hai lần đầu tiên thì các bạn có thể bấm hợp âm thôi. Này bây giờ đọc hợp âm rồi mình chia sẻ cho bạn vậy. Đường đời ai biết nè, là danh trưởng. Có lúc khi đổi thay đồ trưởng, đường tình ai hay vẫn giữ đồ trưởng. Có những đau thương mà thôi về pha thứ. Rồi cứ như vậy mình làm. Nhưng mà hai lần đầu các bạn có thể là cứ chuyển hợp âm và cứ tay phải cứ giảm xuống chúng gì về 6 này, về 5, về 4, 3 giây cũng được, 2 giây cũng được, 1 giây cũng được ha, cứ giảm. Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay, đường tình ai hay có những đau thương mà thôi. Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay, đường tình ai hay có những đau thương mà thôi. Đó, cứ giảm vậy, chỉ hợp âm thôi. Rồi hai lần đầu vừa xong, rồi bắt đầu tới hai lần sau thì quạt cái cô lên lại. Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay, đường tình ai hay có những đau thương mà thôi. Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay, đường tình ai hay có những đau thương mà thôi. Pha 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 pha. Rồi vậy là các bạn kết thúc bài đó ha. Thì tóm lại vừa hết điệp khúc giảm 5 cái pha 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 pha, rồi hát hai câu đó mà hát 4 lần. Hai lần đầu có thể là chỉ giảm hợp âm, cứ hợp âm này pha đánh gia la giáng trưởng thì cứ tay phải các bạn cứ cầm bích vậy. Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay, ngày thầy chuyển qua đô trưởng vậy thôi. Đường tình ai hay vẫn giữ đô trưởng, có những đau thương mà thôi. Thôi trở lại pha thứ rồi cứ giảm tiếp, hát một lần nữa, đó là hai lần. Rồi sau đó hai lần xong rồi bắt đầu quạt cái cô lên hát hai lần nữa, rồi xong kết thúc bài dạng dễ ha. Rồi mình sẽ ví dụ các bạn để các bạn dễ hình dung, đó là hát 4 lần nha các bạn. Rồi ví dụ hát hết điệp khúc. Em cho tôi quên luôn kiếp tù đầy pha 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 pha. Rồi hát hai câu này. Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay, đường tình ai hay có những đau thương mà thôi. Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay, đường tình ai hay có những đau thương mà thôi. Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay, đường tình ai hay có những đau thương mà thôi. Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay, đường tình ai hay có những đau thương mà thôi. Pha 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 pha. Vậy đó ha. Rồi cái giọng này các bạn bấm pha đây, pha 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 pha. Còn nếu bấm pha đây thì cũng pha 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 pha, thả ra nhưng ngón trỏ vẫn chặn 6 giây giống như ở đây ha. Pha rồi pha là bấm lại ba ngón này lại nha. Rồi thì đó là các bạn hết bài, đó là mình chia sẻ các bạn hát một lần. Còn nếu mà các bạn hát muốn hát lặp lại đó, ví dụ vừa hết điệp khúc không hát hai câu đó, cái câu mà hát 4 lần không hát, vừa hết điệp khúc em cho tôi quên luôn kiếm tu đây về pha thứ, các bạn dậm pha 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 pha, rồi các bạn giang tấu là đàn giống như cho intro á. Y chang trô, các bạn muốn đàn đây cũng được và đàn đây cũng được, nhưng mà đây thì có những cái nốt đó thôi. Những bạn nào mà xem những cái clip đầu tiên của mình đó, thì mình có chia sẻ nốt trên thằng đàn đó, thì lúc nãy mình nói là đô rê đô la đô rê đô phà vậy đó ha. Thì đàn ở đây cũng vậy mà đàn ở đây cũng vậy nha. Đó nhưng mà ở đây thì một số bạn dùng vấn đề như mình nói sẽ nói vì dướng tay khó đàn lắm, cho nên mình chia sẻ các bạn ở đây. Còn bạn nào đàn được ở đây thì dựa vào những cái nốt nãy mình chia sẻ đó, ở đây sẽ hay hơn. Ca ở dưới này thì sẽ không hay bằng được, nhưng mà nó không hay bạn ở trên đây sẽ hay hơn. Thì nói chung áp dụng thế nào thì các bạn thôi nha. Rồi thì hôm nay mình chia sẻ xong cho các bạn bài này để các bạn tập áp dụng điểm hát với cái tông pha thứ. Điểm xong bài này thì mình sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn trên cái tông son thứ nữa ha. Tông thứ thì còn hết pha thứ này xong thì sẽ tới son thứ là hết rồi, hết tông thứ rồi. Rồi son thứ nữa xong thì mình sẽ bắt đầu chia sẻ cho các bạn qua tông trưởng, hết tông trưởng cho các bạn tập luôn nha. Rồi còn đáp ứng yêu cầu của các bạn rất là nhiều nữa ha. Tóm lại là cứ tập cái bài này hoặc là xong bài này các bạn. Những bạn mà thích bài này mà không thích đàn trên cái tông pha thứ mà muốn đàn trên tông la thứ thì rất đơn giản thôi, các bạn xem giùm mình cái clip cách suy hợp âm từ một tông bất kỳ. Các bạn cứ gõ vậy rồi gõ tên mình, nó sẽ ra cách suy hợp âm từ một tông bất kỳ được chưa. Dựa vào clip đó, dựa vào cái bảng trong cái clip đó thì mình chia sẻ hợp âm trên tông pha thứ này, dựa vào đó các bạn có thể suy ra những hợp âm trên tông la thứ và các bạn áp dụng thôi ha. Còn điệu cha cha thì mình chia sẻ rồi, rồi cứ thể áp dụng các bạn thay đổi hợp âm dựa vào cái bảng đó trong cái cách suy hợp âm á, trong cái clip cách suy hợp âm á, thì các bạn suy được tông la thứ hoặc là suy ra tông rê thứ, tông mi thứ, nói chung là suy ra một tông bất kỳ. Dựa vào một tông bất kỳ các bạn có thể suy ra một tông nào các bạn muốn, tông nào cũng được hết, dạng vậy đó nha các bạn. Không thích đàn trên pha thứ các bạn có thể suy ra các bạn đàn trên rê thứ hoặc suy ra đàn trên la thứ, dạng vậy đó nha các bạn. Rồi
Còn mà cái phần intro đó, với những nốt mình chia sẻ vừa rồi, là cái nốt đó là của tông pha thứ. Mà nếu các bạn đàn trên tông la thứ thì những cái nốt hoàn toàn khác những nốt lúc nãy. Giai điệu thì các bạn nghe nó như nhau thôi, nhưng mà cao độ nó sẽ khác. Ví dụ như tăng 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 dựa vào cái dãy nốt lúc nãy mình chia sẻ trên tông pha thứ. Rồi các bạn xem giùm mình cái clip cách suy nốt solo từ một tông bất kỳ. Xem clip đó xong các bạn sẽ thấy các bạn đó, các bạn sẽ suy ra, các bạn cứ suy từng câu, câu đầu xong tới câu 2 từ từ cho hết intro luôn. Dựa vào bản đó, dựa vào những cái nốt intro lúc nãy mình chia sẻ trên tông pha thứ, rồi các bạn sẽ suy ra được cái tông la thứ. Suy ra xong rồi cứ như thế mà la mà đàn thôi. Rồi qua tông, ví dụ tông pha thứ này nốt đầu tiên là nốt đô, thì cái tông la thứ thì nốt đầu tiên là nốt nào, cái nốt kế tiếp của tông pha thứ là nốt rế, rê dáng. Còn thì qua tông la thứ thì cái nốt kế thì là cái nốt nào. Rồi nó tóm lại các bạn cứ xem cái bản đó ha, cách suy nốt solo từ tông bất kỳ. Rồi xem hai clip đó thôi, cách suy nốt và cách suy hợp âm, là các bạn có thể suy ra được tông nào bất kỳ các bạn muốn, tông la thứ, rê thứ, mi thứ, pha thứ, đô thứ gì đó các bạn muốn là các bạn điền được nha. Rồi vậy nha các bạn, rồi có chỗ nào thắc mắc thì các bạn cứ comment cho mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tới.